vậy? Mấy tờ? 4 tờ. 44 ngàn. 4 tờ tặng tờ đúng không? Cái mày cho ba mày má mày hả? Cho mười mấy triệu. Mấy hay đẹp vô bự là nó quay á, với mấy đứa nào mặc dép á. Nãy giờ nó quay bốn nhỏ ngồi ở đây. Hồi nãy giờ con quay chất không à, chất chẳng lẽ chất tự khen chất vô bự. Huy Dung lúc này quờn Lâm luôn nha. À. Kinh Lâm có vợ quờn nó luôn. Thế Huy Nhung không? Quên mày luôn vậy rồi. Đúng rồi. Huy Nhung giờ nó quên em luôn rồi. Nhỏ đâu ở đâu. Nó bơi luôn á. Thôi đừng có cho đeo phải giờ nghe. Ngủ nhà Huy Nhung, Huy Nhung đi mua mì cho ăn. Huy Nhung nói hả hủy cao gối với cái quần clip nó hoài. Trời ơi. Ghê quá. Rồi mấy hộp đây đâu hết rồi. Ăn cái ai thì dám nói tao ăn đi quýnh mày liền. Ôi, đàn ông đi hủy quần clip của đàn bà. Mày cũng giống vậy thôi. Mấy ai đau lòng ghê. Vậy sao đáng mặt đàn ông vậy? Mê có ngày bắn mắt mà tao không có bắn. Đợi đi đi này đầu hiếu ứng cho tao bớt bệnh. Tao về bắn. Không chứ đi tắm biển nó đỡ bệnh lắm á chứ. Tắm biển hay là ngoài sắc trùng nước muối á. Chuyến này đem 5 cái quần lót hai cao áo chèn mấy áo bơi nữa có hết rồi hai bộ. Diệp Kiều Học Sàng á ta nói nó đem tiền lên cho liền. Có cần ra ngoài trai đẹp chưa? Trai đẹp ra ngoài phục vụ chắc không? Không đắp mình mày đâm à. Cũng được rồi cần chi ai. Ủa này anh Khoa đâu rồi chết theo trai rồi anh Khoa sao theo trai mê rồi. Này nè anh hai của anh Khoa đó. Vũ heo. Vũ heo bên đây bán là nướng lâu lắm. Phải lăn tay. Thịt bò mà. Đó. Mười tờ bán đi con chở chích về luôn nè. Mấy giờ rồi? À xuống quán ăn thằng đó đó mờ nữa. Quán ăn chỗ cơm Văn Châu á, bữa tụi mình ăn á, nó mua hết á. Vậy chết con chở chứ về. Thôi hỏi cơm ăn cơm Văn Châu ăn. Bỏ đâu rồi, không nhớ nữa. Về bán cho quán nhậu, đi. Về bán cho thằng cơm Văn Châu. Đi. Đi. Về mệt rồi. Về chứ chị. Tưởng đi giáp kêu xe cho về. Kiểu đường mà gặp kẹo có đi ngang mặt không à. Không. Mày đi về. Đứng cặt nữa à. Nè. Bây giờ á hôm nay con không chở thì đừng bao giờ kêu con về chở. Thôi trời ơi có tiền thiếu gì có tiền mà ta ăn. Ăn thịt heo quay xa xíu uống chi vậy. Trời ơi. Thôi trời. Lấy xe cho về. Ờ mua không? À quên nữa, nhớ dài. Giờ về bán cho con cơm Văn Châu. Về có bệnh nè. Đủ tiền chưa trả mà đi về đâu rồi. Trời ơi, trời ơi. Dạ tiếng ha, tao hiểu rồi nha. Bà mua giấy số không bà? Bà ơi. Bà đẹp mua số không? Rồi, này cục này của ai vậy? Của con. Giống như là mẫu ha. Rồi
hướng không? Vậy bà ở lại bà quay với nó. Trời ơi, bậy quá chắc rồi. Kêu. Chứ thấy ai ngồi kia. Quang, hủi lộn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tháo răng trên đi. Tháo răng. Không. Tháo đi, đâu ai biết gì chứ. Đi đâu đi hoài vậy, ăn đẩy bây đây. Trời ơi. Xe để đâu rồi? Trời ơi, đầu nó không biết để đâu. Trời ơi, bịt mắt mắt veo chứ. Thôi giờ toàn khỏi chở, con chở về coi. Thôi hỏi mà, dĩa cơm Văn Châu hả? 40-50 lạng hỏi vụ. Chức chửi thề hoài. Quân bà chửi thề là khẩu miệng của chức nha. Hoặc là cái khẩu á, khẩu cung đó. Đi, cha chùa Sam, ta hận ngay lắm. Cha chùa Sam. Bây giờ ở đây chức không... Cái gầy cứng cái dài á, ai cũng gầy cứng á chứ không phải riêng mình. Giờ từ lúc lên làm idol rồi. Chức dục cái số đi chức, về tới nhà đem về xui lắm á. Còn 10 tờ chia cho mọi người đi. Có đâu má. Đi. Trời ơi, bữa gì chứ cứ nói cho 5 tờ giờ chốt, giờ gì chứ cũng cho luôn. Mấy ngày nay đất 5 cộng luôn. Có mà cho có 5 tờ. Hỏi gì chứ cứ nói ra cho mà. Giờ nó không cho. Chửi quá. Chắc đem chức nhốt vô trong cái phòng này. Nghe cũng tỉ ba hơn nè. Trời ơi, biết luôn. Trời luôn chứ. Chất giờ con chạy qua anh Bảnh nha. Có đâu mà. Rồi, không có rồi thôi nha. Chị về kêu số không? Vậy số ế nha mọi người. Còn mấy tờ chưa bán hết. Chưa bán hết nha, vậy số ế rồi. Alo. Đó, vậy số ế. Lên chất. Lên xe đi. Ê. 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 Phải tao chỗ chích mà. Chứ có tên Hàn Quốc là Eo Chang Hy. Ê Toàn. Eo Chang Hun hả? Toàn em chạy vòng vòng Lan Quế Phường cho chức chào mọi người. Không có, đi về. Rồi chào mọi người nha, về nha. Chào mọi người về nha. Té giờ gì chứ? Sáng giờ. Tay ở đâu? Coi Toàn thử nó có chào không, nó có quay không nha. Đó nó cũng kìa. Chức ơi, có người mua vé số, chức ơi. Quay lại không? Rồi về luôn rồi. Đó, cái chiều hôm nay cũng hết rồi mọi người. Cuối giờ rồi, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Khách cũng còn ngồi ở đây cũng đông. Thôi, mình cũng về luôn. Về luôn anh hai ơi. Còn gì để đâu mà quay, còn gì nữa đâu mà quay với chào. Như Phi Nhung là hoàng hay sao? Còn gì nữa đâu mà quay hoài thế, quay hết rồi. Quay hết rồi. Hết chương trình, không còn quay. Anh quay thì thương quay thì tới, anh quay không biết. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người. Số nào đẹp kìa, mẹ mua kìa. Giới thiệu cho mẹ đi. 5953 71 74 này ra rượu phải không? Ừ. Trời, mua 2 tờ. 2 tờ ủng hộ luôn. Ủng hộ luôn, 2 tờ luôn. Trời, cảm ơn. Mẹ ủng hộ nhiệt tình lên mẹ. Nhiệt tình luôn. 74 con gì? Con nai. Con nai hả? Ủa vô hiệu ứng ở đâu rồi? Làm gì có con nai trời? Trời ơi, hiệu ứng vô đâu rồi? Anh sao không hay diễn quan nhỏ mới 18 tuổi ở cầu chết á. 18 lên đâu vậy hả? 18 à, nó đẹp lắm rồi. Hỏi ông gì cô có quay hình đó. Ê, như hôm nay tóc bạc nhiều quá. Suy nghĩ gì vậy? Vợ giờ lấy đi 1 triệu suy nghĩ tóc nó bạc luôn cái gì. Trời ơi trời. Ông giờ này da là gặp nó làm ngoại á. Chẳng lẽ có 1 triệu mà chất suy nghĩ bạc. Ủa sao chất biết cái đường đó là đường làm cái nghề đó? Này ra chơi rồi có bắt được. Ghê vậy? Ừ. Chơi chỗ nào? Cũng chơi ngay vườn đông á. Đi phòng lên công. Chất đường con mấy cái ao mưa ra ngoài con kiếm nó rồi. Này vô kiểm nước cây mày nói cái gì có cây.
có bán không mưa không? Ai? Anh khô mật tới. Trời ơi. Khô mật kìa chứ. Gì? Kệ nó. Kệ nó đi má. Má nó giận, vợ ông quan. Ông Lý dựng đừng giận mặt nha ông Lý. Anh Hùng anh dạy gái hoài chứ. Anh canh mấy nhỏ nào á mà đẹp đồ đồ á ảnh quay không chứ. Thấy không? Mày gái lắm chứ. Ai giống cô mực quá vậy mà ngó có phải không? Cô mực đó với ai? Chưa đồ vô duyên. Ủa chồng chết mà. U lai đi dội đèn chối quá mà. Rồi tắt đèn luôn nè. Tắt đèn nè, làm gì đi trước. Tắt đèn rồi đó. U lai đi. Tự giới thiệu lên, con đang online thì phải giới thiệu lên. 30314443 16 73 23 74. Rồi dẹp vô đi, không ai mua đâu. 39 75. Rồi dẹp vô đi. Mua luôn. Tôi vậy. Nước là dòng 89 con trâu. Rồi dẹp vô đi. 27 nhỏ nhảy cầu chơi. Rồi. Nhảy cầu liên quan gì nói hoài vậy? Vui không? Trời, ai kiếm chức kìa. Nhảy cầu vui lắm hả? Ngày mai là tiết lộ đây địa điểm tiếp theo gì chức làm hình sự lo chỗ nào? Thôi kiếm chỗ khác rồi, ba ngày qua kiếm hoài nhất là gì? Chị chức có nằm dùng không? Không. Ngày mai là chị chức nằm dùng chỗ nào nè để biết. Không, đi đi kiếm điểm mà. Kiếm điểm hả? Ừ. Chứ còn có cái điểm này ngon không chứ? Đâu? Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa chờ ba. Suối cà dù bệnh đó hoài. Online đi. Trời ơi dòm hoài. Dòm giống ma mà dài dĩ tao bằng đêm quá. Ê chất thầy chê còn quá thầy dòm. Ê mua dịch quay ăn đi. Trời ơi sao bị chậm, đường mà ăn thèm ăn. Chậm tám á. Chậm tám còn. Hùng đi. Họ tắt xả đi. Dạ kiếm vợ mày lấy 1 triệu đi. 2 triệu hoài. Thì chất bảo lãnh mày chất trả tiền đi chứ ai trả tiền. Không mọi người thấy gì chất không. Dám đứng ra bảo lãnh luôn. Ai dẹp đâu bánh hẹ 30 quá má. Mấy con dẹp rồi, dẹp bớt nó chứ tâm á. Chụp ảnh con hẹ này dẹp tại đáng định thiên biên qua lấy. Ê cái mâm đâu để đền người ta đó má. Chức dự đoán coi hôm nay gì chức bán hết cái số không? Ê. Thế hả? Bán ấy là còn chừa lại đúng không? Vậy giờ chức phải chừa lại đi. Câu lai đi. Câu lai gì? Giờ này mưa rồi, ở quay mưa với số đâu. Mưa ta ngủ hết rồi. Châu Anh hay mưa lắm á. Giờ ta ngủ hết rồi. Ờ, Châu Anh đi. Chứ có cái bài ca nào mà về với số không? Vì giấc ca hay hay tao mua. Biết điểm rồi đó, mày còn ăn tao ổ mì với vợ mày thiếu 1 triệu nha. Ừ. Giờ ra quần vợ mày cũng ngại rồi. Không có dễ đâu nha mọi người, ai ăn cái gì của chức là chức nhớ hết nha. Nhớ từ A tới Z luôn. Không có ăn mà cũng nói rồi, do không phải ăn mà nói. Dưới cục xương như cái cổ họng. Giờ ngủ luôn hả? Ngủ luôn đi. À, có người mua vé số rồi. Đã như sớm mà, cho trò. Chút thời gian. Trời ơi, má này biết có trời ơi, ngày nào cũng xin giấy dò. Má, bố bấm bà bố kêu mình mua vé số. Bà đó còn ngâm tờ giấy dò nha, bà nhắc bà nha. Nó hôm qua bà đưa bà 20, bà cho bà 10,000 còn 5 tờ nói gì đó. Đưa tiền rồi. Chưa hối gì cho bà 10,000. Ủa mẹ mua giấy số cho mẹ. Mua số qua nè. Mua 2 tờ nè. 19. 19 có không chứ? Không. Người em 19 nè. 19 đi qua rồi mẹ. Mày dò đi trúng cái coi chừng chị chất xỉu á. Xém trúng 2 cờ 400 mà.